Vâng, và xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em có một cái lô mai là cúc Tân Châu nha cả nhà. Thì hoa mai cúc Tân Châu thì cái loại này hoa rất là đẹp luôn ha. Cái cánh hoa của nó là từ 24 đến 36 cánh luôn nha. Hoa chùm luôn nha cả nhà. Đây, và em sẽ giới thiệu từng cây cho cả nhà xem ha. Thì nói chung các cái cây này được ghép trong cái gốc nhớt nha. Cái gốc nhớt nói chung là đã xử lý đế hết, nhưng mà em cũng chưa có moi cái đế lên. Bây giờ em cũng sẽ moi lên cho cả nhà xem ha. Cái này về chúng ta thay chậu á, chúng ta nâng lên thì chúng ta sẽ thấy cái bộ rễ của nó rất là đẹp luôn nha. Đó, cả nhà thấy không? Còn cái cây này thì cao tầm khoảng một gang tay của em ha. Một gang tay của em chắc khoảng tới 8 đến 2 tấc nha. Rồi, đây. Đây, đó, cái gốc này nói chung là gốc nào nó cũng xử lý đế hết rồi nha cả nhà, nhưng mà là cho em chưa có moi lên thôi nha. Thì về chúng ta khi mà chúng ta thay chậu á thì chúng ta sẽ moi cái rễ nó lên ha. Đó, cây nào cũng vậy thì cao tầm khoảng một gang tay của em nha. Nó đang ra đọt, chuẩn bị thêm một cái cơi nữa nè. Cái này là cúc Tân Châu nha cả nhà. Thì cái loại này em bán với giá là 180.000 một cặp, em bao phí ship vận chuyển luôn nha. Thì tới nhà cả nhà chỉ cần thanh toán em là 180.000 thôi ha, là em ship từ một cặp trở lên nha cả nhà. Ai thích thì liên hệ với vườn mai Chích Chè Bông nha. Đây, đó, cũng có cây có nhánh ha, cũng có cây có nhánh. Đây, cái rễ đẹp nha, chứ không phải là xấu, nhưng mà tại vì do em chưa có nâng cái rễ, em chưa có moi cái rễ ra thôi à. Đây, chúng ta moi ra thì nó có cục cục ở dưới đây luôn á. Đó, đó. Thấy không? Rất là đẹp nha. Đây, cây rất là xanh tươi luôn ha. Cây rất là xanh tươi luôn, cây phát triển rất là mạnh luôn. Đó, có cây nhảy nhánh luôn nha. Thì cái này em chỉ bán với giá là 180.000 một cặp, em bao phí ship vận chuyển luôn nha cả nhà. Em ship từ một cặp trở lên. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chích Chè Bông nha. Đây, em sẽ đi qua bên đây cho cả nhà xem đây. Đây, nói chung là cái cây thì cũng có nhánh như thế này nè. Rồi, cái rễ của nó thì nó nằm ở dưới nha cả nhà. Tại vì em chưa có nâng rễ nó lên, chưa có moi thôi. Cái này về chúng ta trồng, chúng ta moi rễ lên ha. Rồi, 180.000 một cặp nha. Em bao phí vận chuyển luôn á cả nhà. Em ship từ một cặp trở lên ha. Rồi, mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Và cũng đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube Chích Chè Bông để theo dõi nhiều giống mai mới lạ bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn và thân xin chào cả nhà.